Alo, vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay chúng ta sẽ dạo chơi một chút hội đăng nhá anh em. Mấy bữa anh em có bảo ra clip hội đăng mà lại quay tí nào. Làm tí. Uầy, Barret này bắn vẫn phê anh em ạ. Con Barret bon bét anh em ơi. Bắn vẫn cứ là một cái gì đó perfect luôn đấy. Được. Easy, mở bát là có vẻ easy đây. Clan là Kara. Clan này có bên đám anh Thiêm thì vậy. Cái này Thiêm phải là chủ clan không ta? Thấy lượt tít nó cày danh cái nick của anh Thiêm rồi, không biết phải anh Thiêm phải là chủ clan không? À, đầu A này. Ô, hay, cover hay đấy từ đồng đội. Yo. Còn Barret này nó vẫn kiểu nó vẫn uy lực ở trong cái map đấu hộ nó đang đẩy nhỉ anh em nhỉ. Mình cảm giác nó vẫn uy lực ấy. Hay quá anh em ơi. Là trai. Hai rào. Đấy, cầu A bay cùng thằng nữa này. Ui, bên mình bắn hay quá nhở. Ui ôi, X5 luôn hả? Ê, bạn X5 kia như là cùng clan hay sao á. Cùng clan bên kia sao bắn ghê vậy trời. Đúng rồi, cái bạn là bạn top kia, bạn ấy cùng clan ở bên kia anh em ạ. Bắn ghê đấy. Ui, không ai bay cầu A nữa rồi. Nước B. Ủa, yeah. Ấy, nước con. Đợt này mình kiểu là mình có công việc ấy, thành ra là mình không có làm clip và mình không có nhận làm clip kỷ niệm cho anh em nữa nhá mọi người ơi. Thì là mong mọi người thông cảm, mình sẽ vui mình sẽ ra clip theo ngẫu hứng thôi. Đợt này mình không hoạt động ở bên bên TikTok rồi, mình không hoạt động ở bên YouTube nhiều, cho nên là mình sẽ ra clip theo ngẫu hứng. Nghĩa là C4 thường hay là rifle hay là slip hay là hộ đăng hay là đấu đơn gì đó. Mình vẫn sẽ ra clip ở bên đây nhưng mà mình sẽ không ra theo kiểu hộ đăng nữa. Mình tại vì thật sự là mình không còn kiểu hứng thú bắn hộ đăng nhiều ấy. Lâu lâu làm cái cho anh em coi thôi. Bên kia không ép nhở. Bên kia ép đẩy lên nhiệt cái nào bắn cho nó phê là. Ủa ơi, đục ở cầu trước chỗ này ạ. Ghê thật sự luôn đấy. Á, đục rùa hay sao ta. Ok, tiếp tục nào. Sau một cái pha đục rùa ở cầu thì chúng ta lại tiếp tục thôi. Dạo này mình có cảm giác là mình bắn hộ đang bị yếu đi ấy, mọi người ạ. Đã là lâu không chơi. Ê, nước bê có kìa. Quá trời ơi, hay quá. Quá phê luôn. Ấy, vẫn cứ là easy anh em ạ. Vẫn cứ là easy. Bên kia nghe chừng có vẻ thua hơi sâu rồi đó. Bên kia bắn cố tí nữa là khả năng là ngang kèo. Tí đổi bên là ngang kèo ấy. Ấy, vừa nói xong. À, vừa nói xong hất ngang kèo thật luôn anh em ạ. Ui, à, ngồi dê chứ. Ác chưa. Được. Ok,
bay qua cầu được, giỏi thật đấy. Đây lúc B có này. Hay quá. Ui giời ơi, cả cầu cả nước luôn đây. Cầu B1, nước B1 đấy. Công nhận. Công nhận là đợt này mình bán hộ đang yếu thật. Không, cái này thì mình công nhận thật sự là anh em này. Bình thường mình bán hộ đang mình bán đâu có thế này đâu. Bắn bay bổng một xíu là được. Ui. Bị bắn kê ấy. À, nhảy phát hết sọt luôn ạ. Ơ chờ. Nước bê lên, nước bê lên. À, vừa bảo bên kia bắn mạnh mạnh lên xíu là ngang chèo, bắn bên kia bật được thật luôn đấy anh em ạ. Rồi xong luôn. Đem 5 thằng thủ AB bắn gì hả? Bắn được hết chứ sao không bắn được. Cậu A bay lại cái xem nào. Là nước B lên nhá. Nice sir. Được, easy. Đồng ra xong trận này liệu được 30 kill không anh em? Má. Giờ về hộ đang ở bắn không lực lỗi 30 kill, hỏng rồi, hỏng rồi. Lao đột kích, lao ra đây. Cái cầu này mình bắn mất uy tín anh em ạ. Đấy. Vẫn cứ là uy tín luôn ở cái cầu luôn anh em ơi. Auto kill. Như thế nào đây? Như thế nào đây hả anh em? Ôi bên kia out hết rồi, bên kia đâu hết rồi ta? Bước 2. Ồ bên kia thoát hết rồi anh em ơi. Gầm à. Ây, đang nhiệt mà ta, anh em ơi, anh em ơi. Má. Thế mà còn hụt 2 viên được ạ, à. Chịu ấy. Lốt rao đổi bên này, lốt rao đổi bên này. Cố gắng lên 9 là đẹp. Ây à. Ui, hay da, hay da. Ây, kê cao tầm quá à. Bắn kê thấp xuống một tí nữa là đẹp rồi. Nước B lên rồi đó. Này. Khả năng 85 rồi anh em ơi. Hồi 85 cũng được. Ồ. Ồ, ấy à. Ấy à. Được phết đấy chứ. Ra đi ship luôn ạ. Ủa sao mình không hiểu sao mình không đi được ship nha mọi người. Không quen đi ship mà mình đi ship mình không có slap được anh em ạ. Mình chỉ một là bully, hai là đi mu phải không?
cái lan, cái lan. Ấy. Ấy chạy 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 chạy. Ấy à, xin đôi thằng kia. Được cái vậy. Ấy đâu qua đấy vậy. Quá phê. Ờ, vẫn ổn anh em ơi, vẫn được. Khả năng trận này vẫn phải được trên 30 kill anh em yên tâm. Lâu ngày không về hỏi đăng nhưng vẫn cứ ok easy luôn. À, đâu ai, đâu ai. Má chạy qua vẫn tiêu rồi. Ui trời ơi, tí nữa thì hẹo. Ui trời ơi, đông chế trời. Ê, dưới nước có ghê phải. Ui trời ơi. Mỗi ván làm 4 mạng. Êm du luôn anh em ạ. 30 kill rồi. Á, từ đâu trận này không được 30 kill nữa chứ. Chắc là thôi khỏi quay hợp clip hộ đăng lấy anh em ạ. Nào. Qua đầu A một rồi phải. À, cái đầu. Má đồng thế nhau. Mỗi mình đi nước luôn anh em ạ, giao thủ hết nhà với cầu A luôn kìa. Má vãi trưởng chưa. Mình kia nó ao hết rồi anh em ơi. Hơi buồn. Ao hết, hai bên ao hết rồi. Úi giời ơi, nước B. Cố gắng bắn lốt nha anh em. Con nhân vật này đẹp nhờ, chính ra con nhân vật này đẹp vãi trưởng ấy. Con nhân vật này mặc bộ đồ học sinh này nhìn trông đẹp vãi. Đó. Trong tất cả các con nhân vật mình thích con nhân vật này nhất này. Đây, con này nhìn trông baby vãi. Ây da, cũng đi mu như ai luôn đấy. Ây da, mu này là mu cắm mặt vào tường. Rồi xong. Ây da, vẫn chạy kịp. Úi dồi, đặt xe 4. Ừ. Chưa kịp lói, đặt xe 4 đây. Mã lúc bê bắn chết luôn chứ. Đặt xe 4 ngồi khô quá. B đâu ra đây? Kéo thằng nào đi đầu hẻm B luôn ạ. Má chui trong góc ấy luôn ạ. Ảo thật. Ảo Macalada thật sự luôn ạ. Ấy đầu B hẹo luôn rồi hả? Má mẹ không cho nó ra nước B luôn đấy. Ghê ta. À đầu A có kìa. À AB. AB 1. AB có đấy. Còn thằng cầu A nữa phải. Đây rồi. Ra đấy. Ấy á. Má ngồi. Ấy á. Ui, đặt bao sinh viên luôn anh em.
Quá đáng lắm luôn á. Vẫn không thể nào đi qua cầu B này nhỉ. Hay thà. Thế mà lúc mà mình rút nước B là mấy ông ở cầu B mấy ông ngó xuống ngay á. Má bịp chứ bịp ấy. Cố lên anh em ơi. Úi dồi ôi, hẹo hết luôn rồi. Bình tĩnh chứ, bình tĩnh chứ. Cả team không ai ăn được mạng nào luôn, sợ thật. Không ép luôn ạ, bên kia cũng không ép luôn. Rồi, xong luôn. Ôi giời ơi, đã đến nhà rồi ạ. Trời ơi, trời ơi. Đầu A còn hai thằng này, đầu A còn hai thằng này anh em ơi. Ơi, hẹp A ép kìa. Hẹp A ép kìa. Ui kìa. Bọn thằng lửa đấy. Ồ, ông kia chạy luôn rồi kìa. Ấy đâu rồi? Trời, easy luôn. Ok anh em nhá. Clip mình xin phép được ok, tôi clip mình xin phép được kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong clip sau nhá. Bye bye.